Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ 5 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 thông qua 10 nghị quyết quan trọng. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức học tập quán triệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh những nội dung quan trọng của kỳ họp và đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, trí tuệ tập thể để thảo luận, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung chương trình kỳ họp. Tiếp đó, các đại biểu dự kỳ họp đã được nghe 10 tờ trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp và các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về các tờ trình này. Để có sự thống nhất cao khi thông qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu thảo luận, làm rõ các nội dung thể hiện trách nhiệm của đại biểu trong xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như xây dựng các chính sách của tỉnh. Các đại biểu cũng tập trung làm rõ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách, thực hiện một số chương trình và một số chính sách hỗ trợ của tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm rõ hơn các nội dung mà đại biểu quan tâm và các quan điểm chủ trương giải pháp của tỉnh trong chỉ đạo điều hành các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương bám sát các chỉ đạo định hướng và điều kiện thực tiễn để xây dựng, định hướng các giải pháp thực hiện các chính sách của tỉnh thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Yên Bái là một trong số ít các địa phương sớm bắt tay vào xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định về định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đây là nội dung mới và hết sức quan trọng, là cơ sở để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có hướng dẫn phù hợp và sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành kế hoạch văn bản để triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành, các địa phương bám sát các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai nghiêm túc bài bản các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với sự thống nhất cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 5 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng. Đó là nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Yên Bái. Nghị quyết ban hành quy định, nguyên tắc tiêu chí định mức, phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Nghị quyết ban hành quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới, giáo dục phổ thông trên địa bàn. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Nghị quyết về sáp nhập thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 10 nghị quyết. Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở pháp lý để các cấp các ngành triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đề ra. Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo hiệu quả đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong thực tế triển khai thực hiện để đề xuất kiến nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động linh hoạt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Một là tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp diễn ra trong trạng thái bình thường mới. Hai là tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, nghị quyết số 67 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của tỉnh ủy và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ ba, kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa năm 2022. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các ban, sở, ngành, chuyên môn, các địa phương khẩn trương rà soát các nội dung đăng ký trình kỳ họp, chủ động để xây dựng, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đôn đốc tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp. Nội dung thứ tư, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện các việc thực hiện chủ động đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội. Kính thưa các vị đại biểu, thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các vị đại biểu khách quý đã tới dự chỉ đạo và động viên kỳ họp. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 3, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được truyền đạt về những nội dung cơ bản của chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề 2020, gồm tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, thực trạng và nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh,
và quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, quy định số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thông qua việc tổ chức, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề 2022 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên về tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước, qua đó tích cực học tập, rèn luyện và thực hành nêu gương xây dựng con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Cũng trong sáng ngày 30 tháng 3, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phối hợp thành lập tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc ký kết triển khai các hoạt động khuyến học nhằm tuyên truyền và phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập trong thời kỳ chuyển đổi số thích ứng với đại dịch COVID-19. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao kịp thời của cấp ủy, tổ chức đảng, sự hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức, doanh nghiệp, từ đó đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các đơn vị doanh nghiệp. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, người lao động về tầm quan trọng của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người. Việc triển khai đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa hội khuyến học tỉnh và đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với các đơn vị doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình cụ thể của tỉnh Yên Bái. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Theo đó, huyện Văn Yên đã triển khai những nội dung trọng tâm của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, bao gồm chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đến thời điểm này, huyện Văn Yên đã thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, tiến hành rà soát, đề xuất danh mục những công trình dự án chuẩn bị đầu tư, các nhiệm vụ, phần việc để triển khai các chính sách thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, những nội dung cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của huyện cũng như của địa phương, đặc biệt là đề xuất các giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Huyện Văn Yên coi đây là cơ hội để thu hút nguồn lực về cho địa phương. Vì vậy, trong quá trình rà soát, Văn Yên sẽ thực hiện một cách triệt để toàn diện, các địa bàn không bỏ sót đối tượng, rà soát kỹ từng nội dung, công khai, khách quan, minh bạch, dân chủ. Việc đề xuất các danh mục đầu tư phải bám vào mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Song song với tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt đảng, tiếp tục triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua các chi đảng bộ trong toàn huyện Yên Bình còn quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đảng viên. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay, các chi đảng bộ trên địa bàn huyện Yên Bình đã kết nạp thêm 34 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 6.590 đồng chí. Chuyển đảng chính thức cho 37 đảng viên dự bị đủ điều kiện, trao hiệu đảng cho 48 đảng viên. Để đạt được kết quả này, bên cạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, các chi đảng bộ còn thường xuyên chỉ đạo phát động các phong trào thi đua ở cơ sở, qua đó phát hiện quần chúng ưu tú để giới thiệu và bồi dưỡng kết nạp đảng. Điển hình trong công tác này là đảng bộ các xã Vĩnh Kiên, Yên Thành, Cảm Ân, Bảo Ái, Tân Nguyên, thị trấn Yên Bình. Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng đã góp phần nâng cao sức chiến đấu trong tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Bình đã xuất hiện nhiều chi bộ điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm chi bộ thôn Làng Cần, một trong những chi bộ điển hình của Đảng bộ xã Đại Minh qua phóng sự sau.
Để chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn đời sống, chi bộ thôn Làng Cần thuộc Đảng bộ xã Đại Minh, huyện Yên Bình luôn xác định rõ vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chi bộ. Với phương châm chủ trương 1, kế hoạch 2, biện pháp 10, chi bộ đã chủ động lựa chọn những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm để có những giải pháp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp thực tiễn, đồng thời tích cực tuyên truyền người dân tham gia các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, nhất là những lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết. Tôi tâm huyết nhất là việc quán triệt sâu sắc và thực hiện và làm theo tấm gương của Bác để tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình và cũng là tấm gương để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Nếu như mà bản thân mình làm tốt thì chắc chắn sẽ huy động sức mạnh của cả một tập thể và của toàn dân sẽ triển khai thực hiện thắng lợi theo nghị quyết của Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện ấy, thì do có chủ trương đúng, biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả, cán bộ đảng viên trong thôn gương mẫu, đồng tình ủng hộ thì người dân cũng đồng lòng, tức là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Khi mình làm tốt, cán bộ đảng viên thôn làm tốt thì nhân dân sẽ đồng thuận và sẽ ủng hộ thực hiện. Xác định học tập và làm theo Bác trước hết là thi đua phát triển kinh tế, nhiều đảng viên trong chi bộ thôn Làng Cần đã phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, tích cực vận động người dân phát huy lợi thế của địa phương để phát triển giống bưởi đặc sản Đại Minh, đồng thời tham gia vào các tổ hợp tác sản xuất bưởi Việt Gáp và nhóm sản xuất theo hướng hữu cơ để hỗ trợ tổ chức liên kết trồng, chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó đến nay, trên 40% số hộ trong thôn đã vươn lên phát triển kinh tế ổn định và làm giàu với mức thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Tất cả các ban ngành trong thôn rất quan tâm đến đời sống của người nông dân. Coi là đến cũng thăm hỏi rồi là động viên rồi là có những cái chương trình gì mới là đều mang cho dân, áp dụng cho dân để dân áp dụng theo cái tiêu chuẩn cái chính sách của trên. Thì làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì cái cây bưởi này, cái quả bưởi, cái chất lượng của nó là đảm bảo để đưa ra thị trường thì nói chung là đều đạt chất lượng cao mà hàng hóa tiêu thụ coi là xuân sẻ. Để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ thôn Làng Cần đã rà soát, bám sát các tiêu chí để tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung tay thực hiện. Chi bộ đã huy động các nguồn lực được 600 triệu đồng để làm hơn 2 km đường bê tông nông thôn và các ngõ xóm và từng hộ gia đình. Đến nay 100% các tuyến đường thôn và các ngõ xóm, hộ gia đình đều được bê tông hóa. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt ở 100% các trục đường. Đồng thời, người dân còn trồng hoa hai bên đường thôn, tạo mỹ quan sáng, xanh, sạch đẹp. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn Làng Cần đã cùng chung tay ủng hộ 290 triệu đồng để nâng cấp hai nhà văn hóa, xây dựng một nhà vòm đa năng rộng gần 600m2 cùng 14 bộ ghế đá, lắp đặt 12 chiếc loa truyền thanh phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân trong thôn. Trong thôn đã không còn nhà rột nát và thu nhập bình quân trong thôn thì đạt 25 triệu trên một người trên một năm, và từ đó thì người dân luôn luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương phát triển của Đảng, từ đó nhân dân tin tưởng và ủng hộ cùng đồng hành với chi ủy, chi bộ và thôn phát triển tốt từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cũng như cảnh quan của đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Thôn Làng Cần hiện có 162 hộ với 587 nhân khẩu. Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của nhân dân đã làm cho diện mạo thôn Làng Cần ngày càng khang trang sạch đẹp. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt hơn 43 triệu đồng một năm. Trong thôn hiện không còn hộ nghèo, hộ phải sống trong nhà rột nát. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%. Làng Cần cũng là một trong ba thôn đầu tiên của huyện Yên Bình được công nhận đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nỗ lực của chi bộ cũng như nhân dân xã Đại Minh cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Hoàng Thị Nghị là bí thư chi bộ thôn Làng Cần cũng đã đưa thôn Làng Cần thành thôn một trong những thôn đầu tiên của huyện Yên Bình đã về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Ngoài ra thì trong cái sinh hoạt hàng ngày, cái việc mà gắn kết bà con của trong thôn cũng như là giúp đỡ bà con gặp khó khăn
và đây cũng là một trong những cái việc mà thực hiện rất tốt trong cái làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã có những cái tác động đến người dân cũng như là toàn thể cán bộ của thôn để có những cái phong trào mà dẫn đầu trong toàn xã. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, huy động được sức mạnh đoàn kết của chi bộ và toàn dân, nhiều năm liên tục chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Năm 2021, chi bộ Làng Cần đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng cao quý, là nguồn động viên để cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư thôn Làng Cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, ra sức xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh trong thời kỳ đổi mới.